Được rồi. Cô tỉnh rồi à? Lão y khoa, thế nào rồi? Cô đã tỉnh rồi thì chúng ta cùng đi. Đi đâu? Đi cứu tàu y khoa chứ đi đâu? Đi cái gì mà đi chứ? Tôi phải nằm viện mà. Nằm viện cái gì mà nằm viện? Gan của cô lớn như vậy, chỉ cần nằm nghỉ ngơi vài ngày rồi trở lại đi làm thôi. Gì chứ? Ôi trời. Tôi chỉ nói giỡn thôi. Đã giải quyết xong hết rồi. Lúc nãy thì tỉnh đã gọi điện thoại đến đây. Họ nói là ngày mai tàu y qua có thể hoạt động trở lại rồi. Vậy tốt quá rồi. Nhưng mà quản lý đã làm gì vậy hả? Để tàu y khoa có thể hoạt động trở lại thì anh đã làm cái gì? Không làm gì đúng vậy không? Bởi vì tôi bận chăm sóc mẹ của bọn trẻ. Dù sao thì tàu y khoa cũng hoạt động trở lại rồi. Không phải mọi người đã cố gắng rất nhiều rồi sao? Bây giờ chắc anh có thể ở bên cạnh mẹ tụi nhỏ như ngày xưa rồi ha. Các thành viên của tàu y khoa chúng ta bây giờ đều đồng lòng với nhau hết rồi. Vậy nên anh đừng chăm sóc cho tàu y khoa nữa, mà hãy cùng tụi nhỏ chăm sóc gia đình của mình đi. Y tá Bio à? Tàu y khoa đã đến rồi sao? Ôi trời ơi, đã bao lâu rồi vậy? À, nghe nói tàu y khoa đến rồi đó. Tàu y khoa, nói tàu y khoa sao? Đã tới rồi. Đã bao lâu rồi vậy? Ôi trời ơi, đã bao lâu rồi chứ? Bà Choi Sun E. Ông bác Su Quang. Tôi đây. Mời ông vào phòng điều trị. Bác thấy đỡ chưa? Cũng tôi... đỡ. À, cô ăn cơm chưa vậy? Cô ăn rồi. Bà Kim Jumbo. Tôi đây. Mời bà qua chụp phim lồng ngực nha. Mời bà vào trong, mời bà vào trong. Bà ơi, bây giờ bà ôm cái này nè, thật là chặt như là đang ôm một đứa trẻ vậy. Giống như vậy nè hả? Rồi bà nín thở là được. Bà nín thở vào nha. Đi qua thôi. Ôi, nhìn đứa đó kìa. Họ đang kéo tới ùn ùn kia kìa. Bởi vì tàu y khoa lâu rồi không đến, nên những người dân ở đảo khác cũng sẽ tới đây luôn đó. Chắc là vậy rồi. Tàu y khoa xin hãy trả lời đi. Dạ, tôi nghe đây. Có bệnh nhân bị ngã trên đường leo núi, cần phải cấp cứu gấp. Cái gì hả? Mong mọi người hãy mau chóng xuất phát rồi. Đi. Được chút, được chút. Bật lên. Dạ. Có bệnh nhân cần cấp cứu. Có bệnh nhân cần cấp cứu. Hình như là khách du lịch, bị đời sự trách núi lại đốt thành rồi. Trời ơi, Du Trông à. Du Trông à, hãy tỉnh lại đi mà. Du Trông. Bác sĩ à, chị bị thương rồi, không sao chứ? Được rồi, không sao.
bác sĩ à, ở đằng kia. Trời ơi, mở mắt ra đi Du Trông à, tỉnh lại đi Du Trông à. Anh hãy tránh sang một bên để chúng tôi xem. Bệnh nhân ơi, bệnh nhân ơi, hãy tỉnh lại đi bệnh nhân. Huyết áp bao nhiêu? 75/50. Đại tràng khí màng phổi áp lực, chuẩn bị tim. Chân của cô ấy bị sao vậy? Sao lại sưng to như vậy? Không phải gãy rồi chứ? Bệnh nhân à, bệnh nhân, cô có cảm giác ở đây không? Sao vậy? Có chuyện gì vậy chứ? Chân cô ấy đã bị liệt. Cô nói cô ấy bị liệt? Nếu như vậy thì bây giờ không thể chuyển động được nữa. Tôi nghĩ là triệu chứng tạm thời thôi. Trời ơi, sao lại như vậy chứ? Hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Trong lúc bị rơi xuống, chân bị da đập rất nghiêm trọng, nên máu tụ lại bên trong bắp chân. Mau chuyển bệnh nhân tới tàu y khoa nhanh lên. Tôi biết rồi. Nào, lên. Một, hai, ba. Cẩn thận.